Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Mến thương của anh chị em, các đặc biệt, quý chị em tiểu thương rất mến. Tìm về nghĩa trang đất thánh của giáo xứ trong bầu khí tĩnh mịch nhưng rất đối linh thiêng ấm cúng tối nay, cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ, để rồi mỗi người chúng ta có thể giơ tay chỉ về các phần mộ để thốt lên lời tựa như câu nói của Chúa Giêsu: Đây là ông bà, đây là cha mẹ, đây là anh chị em, đây là những người thân nghĩa thiết của tôi, những người đã lìa xa cõi thế này trước tôi. Và cũng chính vì đây là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em, là những người thân nghĩa thiết của tôi mà chúng ta góp mặt hiện diện trong thánh lễ tối nay. Chúng ta có mặt để làm gì? Thưa, chúng ta có mặt không gì khác hơn là để hiệp lòng dâng lời nguyện xin cho các linh hồn, những người thân yêu mà rất có thể vì một lý do nào đó các ngài chưa được hưởng nhan thánh Chúa. Vâng, mến thương mọi người, những người thân đã ra đi trước chúng ta nhưng bây giờ họ chưa được hưởng nhan thánh Chúa, những linh hồn ấy họ chưa được hưởng, họ đang còn phải chờ, họ đang còn phải đợi, họ chờ đợi trong khát khao, họ đợi chờ trong mòn mỏi ước mong. Họ có thể đã đợi chờ bao năm dài tháng, họ có thể đợi chờ trong nhiều ngày, và có biết đâu họ từng chờ đợi cả thế kỷ mà chẳng có người con, chẳng có đứa cháu, chẳng có người thân nghĩa thiết nào còn nhớ đến, còn dâng lời cầu nguyện và giúp họ thoát khỏi vòng thanh nguyện. Và như thế thưa ông bà anh chị em, có thể chúng ta không ở trong hoàn cảnh mòn mỏi đợi trong đó, thế nên chúng ta chẳng thể cảm nghiệm được nỗi khổ, cảm nhận được về sự đau đớn khôn cùng khi thấy hạnh phúc ở gần kề, khi thấy trái chín lơ lửng trước mắt chỉ cần với tay lên hái được. Ấy thế mà các linh hồn không sao không thể nhấc tay lên nổi. Các linh hồn nơi luyện ngục là như vậy đó. Họ cảm thấy thế, họ nhận ra, họ hiểu rõ hơn ai hết nỗi khắc khoải, sự khát khao, niềm trông mong của chính họ. Và bây giờ họ không thể làm gì được hơn ngoài việc phải chịu đền bù, chịu hình phạt, chịu thanh luyện để có thể tẩy cho sạch, xóa cho hết, để có thể đền bù cho cân xứng tất cả những nợ nần mà khi sống trên trần gian họ không có kỳ gì tìm hay chưa có gì trả hết. Quả thật tình cảm của các linh hồn nơi luyện tội là thế. Họ nghiệm ra chính họ lực bất tòng tâm. Các ngài muốn lắm nhưng chẳng thể làm được gì hơn cho chính mình. Các ngài chỉ trông mong chờ nơi chúng ta, những kẻ còn đang sống, những phận đời đã hơn một lần nhận lãnh nghĩa ân từ các ngài, những kẻ đã từng là người thân nghĩa thiết của các ngài. Nếu chúng ta có thể làm được gì cho các ngài thì chúng ta hãy mau làm, hãy nhanh làm, hãy sớm làm cho các ngài đi.
Các ngài đang ngỏ lời tha thiết xin mỗi người chúng ta, xin thương xót chúng tôi, xin nhớ đến chúng tôi, xin đừng quên chúng tôi, xin cứu giúp chúng tôi với, để chúng tôi vượt qua được sự đau đớn khôn nguôi này, để chúng tôi thoát khỏi những phút giây đền bù khổ cực này, để chúng tôi được về với đứng mà suốt một đời chúng tôi muốn làm tôi phục vụ và yêu mến ngài. Cho nên mến thưa hết thảy mọi người, nói đến việc dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn thì cả một đời chúng ta cầu nguyện cho các ngài cũng chẳng bao giờ là đủ. Chứ chưa nói gì chỉ ngày hôm nay hay trong suốt tháng 11 này, mỗi chúng ta hãy tự hỏi chúng ta đã đang và sẽ làm gì được cho các linh hồn là những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Phải chăng khi các ngài đã khuất, cùng lắm đến ngày giỗ chúng ta xin lễ, chúng ta tổ chức đọc kinh, một số người thân ra nghĩa địa cắm vài đóa hoa, đốt vài nén hương, thắp vài ngọn nến, dâng vài câu kinh, và cảm thấy như thế là đủ. Để rồi những ngày sau đó, chúng ta để cho nhịp đời cuốn trôi, để cho hình bóng các đứng bậc sinh thần nhanh chóng đi vào quên lãng. Tệ bạc hơn, rất có thể sau khi người thân đã khuất bóng chỉ ít thời gian thôi, chúng ta xem như các ngài chưa từng hiện diện hay chưa từng tri ân làm phúc trên cuộc đời chúng ta. Cho nên tối nay, khi chúng ta những phận làm con làm cháu, kẻ người làm dâu làm rể, lại có dịp hiệp lòng dâng lễ cầu nguyện cho các đứng bậc tổ tiên là ông bà cha mẹ những người thân yêu, đây thực sự là dịp thuận tiện để nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết nỗ lực lập công phúc thật nhiều, qua việc sống làm thánh, làm việc làm phúc đức, thực thi hy sinh bác ái, và dâng tất cả những ơn ức, những phần phúc đó để cầu nguyện cho các linh hồn. Để nếu những người thân yêu của chúng ta còn bị ngăn trở vướng mắc bởi những lỗi lầm nào trong đời, thì sớm được Chúa thanh luyện, tha thứ và đưa các ngài vào hưởng cõi phúc ngàn thu. Phần các linh hồn là thế, còn phần mỗi chúng ta đang hiện diện nơi đây. Vâng, chúng ta những phận đời còn đang rong ruổi dưới thế, chúng ta cũng hãy tự hỏi bản thân đã đang và sẽ chuẩn bị những gì cho ngày mai, nếu ngày đó là ngày cuối đời của chúng ta. Vì chắc chắn rằng nay ăn mai chị thì cũng sẽ có ngày đến thôi. Ngày đó có thể rất gần hay cũng chẳng xa xôi gì. Ngày đó sẽ tới, ngày mà chúng ta sẽ phải ra trình diện trước tòa Chúa. Thế nên ngay từ hôm nay, ngay từ phút giây này, chúng ta hãy luôn sống trong tư thế sẵn sàng bằng việc sống đạo thật tốt, xa chắn tội lỗi, cố gắng lập công phúc thật nhiều để hầu mong được hưởng vinh phúc nước trời mai sau. Ông bà anh chị em tiểu thương thân mến, hiệp lòng dâng lễ và khẩn nài tha thiết cho các linh hồn trong thánh lễ tối nay. Dưới ánh sáng lời Chúa chiếu soi, linh hồn những người thân cũng muốn lên lời nhắn gửi, gọi mời mỗi chúng ta hãy sống thật tốt trong bổn phận thường ngày. Phận làm con, kẻ làm cháu, người làm dâu, kẻ làm rể, hãy biết sống sao để làm vẻ vang cho gia đình, cho dòng tộc. Mỗi người hãy nỗ lực thể hiện sự kính trọng, yêu thương, cân xứng với nghĩa tình ông bà cha mẹ để lại. Đừng đợi khi các ngài đã khuất bóng mới thắp lên ngọn nến, đừng chờ khi các ngài đã ngủ yên mà đẹp mới cắm vài bông hoa, mà ngay từ ngày hôm nay, kể từ sau tối nay, chúng ta hãy biết nỗ lực cắm những đóa hoa thật tươi, là những thành tích tốt, là những nghĩa cử cao đẹp lên đầu các đứng bậc sinh thần. Hãy thắp lên ánh sáng xung quanh cuộc đời các ngài bằng những hành vi đậm tình thảo hiếu. Hãy sống sao để những người thân khi ra ngoài đường có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, chứ đừng để các ngài phải buồn bã lủi thủi cúi đầu hổ thẹn với người, miệng lên lời than trách cuộc đời. Phận làm con, người làm cháu, kẻ đã thụ hưởng bao nghĩa ân cao dày của đứng bậc tổ tiên, chúng ta phải biết nghĩ là không có tình thương nào lớn hơn tình thương của ông bà cha mẹ dành cho mình. Thế nên hãy biết sống sao để trở nên chiều thiên độ lên đầu những đứng bậc nghĩa thiết. Hãy dắt tâm sống trọn tình mến đối với các ngài. Hãy sẵn sàng kê vai gánh vác hết những gánh nặng, vì nếu có gánh hết giang sơn này cũng không cân xứng với những gánh nặng mà ông bà cha mẹ đã gánh thay cho chúng ta suốt cả một đời. Vâng, đối với Chúa, bản án cuối cùng sẽ là bản án về trái tim. Trong ngày cùng tận của kiếp người ấy,
Chúa cho không hỏi người này con của ai, sinh nhật ngày nào, làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, hay đã đạt bằng cấp gì chưa. Chúa cũng chẳng hỏi, Ngài cũng chẳng quan tâm tới những điều gì khác đoại loại như thế. Điều Chúa quan tâm duy nhất có chăng chỉ là nghĩa cử từ con tim, đó là yêu thương, đó là tình mến Chúa, đó là lòng yêu người, là sự kính trọng, là sự thảo hiếu đối với những đứng bậc sinh thành nghĩa thiết mà thôi. Về phía ông bà, cha mẹ hay người thân của chúng ta cũng thế thôi. Thiết nghĩ các ngài cũng chẳng màng chi con cháu nhớ tới hay tổ chức sinh nhật cho các ngài. Các ngài cũng chẳng cần hay trông mong con cháu biếu xén vạc bạc vàng tiền nong mỗi dịp Tết. Điều các đứng bậc trông mong có chăng chỉ là những việc làm phát xuất từ trái tim, đó là lòng thảo kính, là thành tích tốt đẹp, là nghĩa cử yêu thương mà suốt một đời người con đứa cháu, kẻ thân nghĩa thiết biết nỗ lực kiến tạo và dâng tặng cho các ngài mà thôi. Về phía tất cả, mỗi người hãy biết ngẫm suy về nếp sống của mình, hãy luôn nhớ cầu nguyện và lập công phúc thật nhiều để những người thân yêu đã khuất không những được mồ yên mà đẹp, mà còn được sớm hưởng hạnh phúc nước trời. Hãy sống thật lành thánh, hãy những người để những người còn sống thì được an vui, và khi đến giờ Chúa gọi thì họ có thể thanh thản yên lòng ra đi. Hãy sống thật tốt từng khoảng khắc trong ngày, để không bao giờ cảm thấy phải ân hận vì một lời nói, một cử chỉ, một việc làm, một cách sống làm phiền lòng những đứng bậc sinh thành, và đến ngày sau chẳng thể hối hận hay đã biết bao lâu mới chuộc lỗi cho nổi. Đồng thời, trong khi rong ruổi ngược xuôi bôn ba trên đường đời, mỗi người hãy luôn ý thức rằng rồi cũng sẽ có một ngày tôi phải nhắm mắt xuôi tay. Ý thức luôn như thế sẽ giúp mỗi người chúng ta sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ nỗ lực sống phút giây hiện tại thật tốt, thật đẹp, thật ý nghĩa, thật lành thánh. Và khi đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm nếm ngay được niềm hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã, đang và mãi tha thiết cầu nguyện, đó là cho chúng ta và những người thân yêu đã lìa thế được vui hưởng hạnh phúc nước trời bên Ngài mãi mãi. Amen.